Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là rất nhanh thôi, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên nằm trong khuôn khổ FIFA Day được tổ chức vào tháng 10. Đối thủ của chúng ta đó chính là đội tuyển Ấn Độ, và đây được xem là một con mồi béo bở dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các học trò để có thể cắt đi một chuỗi thành tích có thể nói là vô cùng tệ hại trong quãng thời gian vừa qua. Đội tuyển Việt Nam có thể nói là thua và chỉ biết thua mà thôi. Chính vì thế mà đội tuyển của chúng ta khi chạm trán với một đội bóng được xem là phong độ của họ đã rơi xuống chạm đáy rồi, thì khả năng rất cao đội tuyển của chúng ta có thể sẽ giành được chiến thắng. Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn những cái tên mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lựa chọn để có thể phục vụ cho trận đấu này. Đầu tiên ở vị trí thủ môn chắc chắn sẽ không thể thiếu Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip. Bên cạnh đó còn có thêm Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên. Ở vị trí hậu vệ chúng ta có Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Trung, Phạm Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy. Ở vị trí tiền vệ chắc chắn sẽ có Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải. Bên cạnh đó là Lê Phạm Thành Long, Khuất Văn Khang, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường, Tô Văn Vũ, Châu Ngọc Quang và Nguyễn Thái Sơn. Ở vị trí tiền đạo chúng ta sẽ có Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quốc Việt. Như vậy là như chúng tôi đã cập nhật trước đó, vào ngày 12 tháng 10, chúng ta sẽ có trận đấu với đội tuyển Ấn Độ nằm trong khuôn khổ giao hữu FIFA Day vào tháng 10. Và những thông tin liên quan đến trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay lúc này. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại thì đội tuyển Ấn Độ đang nằm ở vị trí 126, một con số có thể nói là yếu hơn rất nhiều so với hai đối thủ gần đây nhất mà đội tuyển Việt Nam đã gặp. Đó chính là đội tuyển Nga, thứ hạng là 34, còn đội tuyển Thái Lan nằm ở vị trí thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Thậm chí là đội tuyển Ấn Độ còn thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam đến 10 bậc trên bảng xếp hạng. Có một điều khá tương đồng về lực lượng của hai đội là Ấn Độ và Việt Nam đều sử dụng những cầu thủ quốc nội và không có bất cứ một cầu thủ nào thi đấu tại nước ngoài. Mục tiêu của đội tuyển Ấn Độ ở lần giao hữu FIFA Day này đó chính là vượt qua được đội tuyển Việt Nam nhằm tạo tiền đề cho những năm tháng tiếp theo của tân huấn luyện viên trưởng Manolo để có thể hướng tới Asian Cup 2027. Bởi vậy mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cần một thời gian để đi tìm những cầu thủ phù hợp nhất cho lối chơi của mình. Đợt FIFA Day vào tháng 9 vừa qua thì đội tuyển Ấn Độ dù có một lợi thế được chơi trên sân nhà, nhưng họ cũng chỉ có được một thành tích vô cùng bết bát là cầm hòa được một đội bóng nằm ở vị trí thứ 179 trên bảng xếp hạng FIFA với tỷ số 0-0 mà thua trắng 0-3 trước đội tuyển Syria ở hạng 93 thế giới. Như vậy chúng ta cũng thấy được là đội tuyển Ấn Độ hiện tại họ cũng đang nằm ở tình thế là ngàn cân treo sợi tóc với những gì mà người hâm mộ đang chịu đựng. Tuy nhiên thì với những cái hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Ấn Độ cũng được xem là một đối thủ ngang tầm so với đội tuyển Việt Nam, khi mà chúng ta đang có những cuộc cải tổ liên quan đến huấn luyện viên cũng như là lối chơi và mặt con người. Đội tuyển Việt Nam cũng thua liên tục những trận đấu vừa qua, và người hâm mộ Việt Nam thì cũng hầu như không biết đến mùi chiến thắng là gì khi chạm trán với bất cứ đối thủ nào. Việt Nam cũng hoàn toàn có thể để thua. Về lý thuyết thì quân xanh của đội tuyển Việt Nam lần này là đội tuyển Ấn Độ được đánh giá thấp hơn so với chúng ta. Đội tuyển Ấn Độ hiện tại đang có một hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, hàng công thì chưa ghi được bất cứ một bàn thắng nào dưới triều đại của huấn luyện viên trưởng mới này từ tháng 7 năm 2024. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực để cho đội tuyển Việt Nam có thể khai thác và giữ sạch được mạng lưới để có thể có được một chiến thắng ròn rã trên chính sân nhà của mình. Mới đây thì đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Nam Định cũng có được một chiến thắng với tỷ số 3-2. Tuy nhiên thì ở trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam cũng phải rất là vất vả để có thể thắng ngược lại câu lạc bộ Nam Định. Khi mà đội bóng Thành Nam đã rút những trụ cột của mình, những ngoại binh ra sân thì đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tích cực dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các học trò. Điều quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngay lúc này là theo dõi trận đấu này tại đâu thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2024, và cụ thể chúng ta sẽ được theo dõi ở sân vận động Thiên Trường của tỉnh Nam Định, được trực tiếp tại FPT Play, kênh YouTube của VFF Channel và trang fanpage của VFF. Quý vị và các bạn nhớ chú ý để theo dõi. Sau tất cả thì quý vị dự đoán xem đội tuyển Việt Nam có thể giành được chiến thắng trước đại diện đến từ Nam Á hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem.